Anh em thưởng thức một đoạn bolero. Dạ, chào anh. Rồi. Cho anh coi 161. 161 phải không anh? Rồi anh chờ tí xíu nha. Rồi, cảm ơn anh trai rất là nhiệt tình đã đến ủng hộ em cặp bô 161. Một quận 7. Dạ, anh bên quận 7 đã chạy qua và em đang định làm clip này test cho một vị khách khác thì vị khách này đã đến ủng hộ em. Cảm ơn anh rất là nhiều đã nhiệt tình ủng hộ em cặp loa bô 161. Sau khi test ok hết rồi, giao dịch đã thành công. Cảm ơn anh trai rất là nhiều luôn. Cái gì đó? Em có máy. Rồi, để em cho anh cái thiết bị đó. Dạ. Về thành phố đây rồi, chốn ăn chốn vui lạ mặt, cho bỏ gian lao ngần này phép sóng chơi, dù phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao. Đi lính xa đánh giặc từng giờ, viết trăm lá thư để hẹn hò, cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi. Tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào. Rồi, tiếp test cặp loa này để cho vị khách đặc biệt xem thì chúng ta kết thúc ha. Đây có vị khách rất đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận 7 qua ủng hộ Cowboy Shop, Cowboy Nguyễn Audio, một cặp loa 161. Rồi, ok anh ha. Mọi thứ là như mình mong muốn. Đẹp, đúng series, bên trái bên phải. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của em nha. Bye bye.